Chuyển sang với những thông tin liên quan đến dịch bệnh. Một vấn đề không mấy khả quan, kết quả phân tích các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 theo ngày khởi phát cho thấy chu kỳ lây nhiễm ước tính trung bình là 5-7 ngày. Có thể tốc độ lây lan của chủng virus lần này tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhanh và phát tán rộng hơn nhiều lần so với Bệnh viện Bạch Mai đợt trước. Nhận định tình hình dịch bệnh giai đoạn 2 tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đợt dịch lần này với ổ dịch là thành phố Đà Nẵng và tâm dịch lớn nhất tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng có tốc độ lây lan nhanh với 186 trường hợp, tập trung vào các khoa điều trị bệnh nhân nặng như nội thận tiết niệu, hồi sức tích cực, nội thần kinh. Trong đó thì có 19 nhân viên y tế, 77 bệnh nhân, 90 người nhà, người chăm sóc bệnh nhân và đã có lây nhiễm thứ phát từ những trường hợp mắc trong bệnh viện ra cộng đồng với 18 trường hợp. Ngoài ra cũng đã xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ khác có nguy cơ lây nhiễm và bùng phát với 20 trường hợp được phát hiện ở Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố khác là các trường hợp đi tham quan du lịch làm việc tại Đà Nẵng. Kết quả phân tích các trường hợp dương tính theo ngày khởi phát cho thấy chu kỳ lây nhiễm ước tính trung bình từ 5-7 ngày. Có thể tốc độ lây lan của chủng virus lần này tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhanh và phát tán rộng hơn nhiều lần so với Bệnh viện Bạch Mai đợt trước. Tính tới thời điểm hiện tại, dịch bắt nguồn từ Đà Nẵng và đã lan ra 12 tỉnh thành phố.